Xin chào cả nhà nhé. Nay mình xin giới thiệu với cả nhà, đây là cây hoa giấy tím Huế siêu to khổng lồ của nhà mình. Cây hoa giấy này mình trồng nó cũng được khoảng 15 năm. Tức là trước đó thì nó có thời tuổi đời khoảng 10 năm ở trong chậu. 5 năm vừa rồi mình mới đánh ra ngoài mình trồng. Năm nay là năm 2020. Nó có tuổi đời khoảng 15 năm nhá. Cây to hoa giấy cực khủng của mọi người nhìn gốc à. Đấy, đường lên. Cái trận dông lốc của ngày hôm trước là vào ngày không biết là ngày không biết mùng mấy tháng 5 này. Hôm nay là mùng 10 tháng 5 năm 2020. Thì cách đây khoảng 2-3 hôm ấy là có một trận dông lốc vào buổi chiều ở khu vực Hà Nội, Ba Vì Hà Nội này. Và lốc nó đã thổi bay cái cây, lật cái cây hoa giấy này của mình. Cái cây hoa giấy này trước mình trồng nó dựa vào tường bao và nó lùm hết ở trên cái khu vực này. Thế nhưng mà bây giờ là nó đã bị lật. Đấy. Bây giờ nó đã bị lật và cái tán nó rất là đẹp đây, các bạn nhìn thấy này, cái khu vực tán này. Đấy, đây là khu vực tán của nó. Nó rất là đẹp, tay cành rất là đều. Thế mình cũng muốn là cắt để đưa vào chậu hoặc là chuyển. Đó, nhưng mà bởi vì là đang vào mùa hè, thời tiết nắng rất là nhiều, thế cũng sợ ảnh hưởng đến cây. Sợ nó ảnh hưởng đến cây và hỏng cây. Thì chính vì thế cho nên mình quyết định là mình để nguyên hiện trạng. Để nguyên hiện trạng và cái gốc kìa, cái gốc nó bật rễ kìa. Gốc nó bật rễ là mình đắp đất vào. Đấy, và để nguyên hiện trạng cây này. Thế xong là để đến cuối năm thì mình có thể sẽ tính toán cái việc mà là đánh di chuyển, có thể cho vào chậu hoặc là di chuyển sang chỗ khác để trồng. Đấy, cắt hết tay tán đi. Đấy, để cho nó đẹp, hợp lý. Đấy. Đây là cây hoa giấy tím Huế nhá mọi người nhá. Đây, hoa của nó đây, rất là đẹp luôn. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi ra mình ấy nhá. Mình đo để mọi người xem. Xin chào mọi người. Đấy, mình rất là yêu hoa giấy nhá. Và chính vì thế cho nên là mình cũng trồng và ươm rất là nhiều. Mua chơi. Đấy, mình chủ yếu là mình chơi thôi, làm để chơi thôi. Đây, mình xin giới thiệu đấy, cây hoa giấy của mình. Hoa màu tím Huế của mọi người nhé. Mọi người nhìn cái thân cây này này. Đấy, đấy nhá, mình ôm. Đấy, mình ôm thủng luôn. Đấy là mình mới ra. Cây nó đổ nhá. Cây nó đổ cho nên là nó bung một cái phần rễ lên đây. Thế thay mình lật cây lại, cây là trước nó tán lên trên này. Thế bây giờ nó bị gió bão nó đổ hắt thế này. Thế mình định cắt để mình dựng đứng nó lên. Thế nhưng mà nó cũng không ổn lắm. Thế mình quay ra mình đắp đất ở đây. Đắp đất đây cho cây lên. Và đây cái cây này hình này. Đấy, chiều cao của cây này thì nó rơi khoảng đến chỗ này nhá, đến chỗ này nó rơi khoảng gần 3 mét. Đấy. Và cái phần tán cao trên kia nó rơi khoảng 1 mét nữa. Đấy, tổng nó khoảng rơi khoảng 4 mét, gần 4 mét gì đấy. Đấy nhá. Còn cái thân cây này mọi người nhìn này, đấy, một người ôm. Đây là cái mụ cối của mình nhá, nhìn này. Nó gần bằng cái mụ cối luôn. Đấy. Đấy không? Wow, to quá luôn. Có khiếp chưa này. Úi xù. Khủng khiếp luôn nha. Đấy. Vanh cái chỗ này này. Vanh. Đấy. Đấy. Vanh chỗ này khoảng 60 nhá. Ba cái găng tay này của mình. Đây thế này. 60. Đấy. Cái gốc cũng thế. Thân rất là đều. Đấy. Thân rất là đều. Đây cái phần tay cành của nó này. Tay cành của nó cũng rất là đều luôn nhé. Đấy.
Cái cây này bây giờ mà nếu mà chúng ta cắt tròn tán thế này là đưa lên chậu là có thể là chơi được rồi. Tức là sau khi cắt tròn tán này đưa lên chậu thì trong để trong nuôi tiếp trong vòng độ khoảng 1 năm nó sẽ ra các cái dăm con cành con. Thì trong 1 năm đấy chúng ta tổ chức khoảng cắt độ khoảng cắt thêm khoảng 2-3 lần nữa. 2-3 lần nữa thì hầu như cái tán cây này nó sẽ kín đẹp luôn. Đó. Cây đẹp quá luôn. Đây hoa giấy tím Huế nhé. Hoa giấy tím Huế này. Tím đẹp long lanh luôn. Đấy. Tuyệt vời luôn. Hoa căng đét luôn. Bây giờ mình sẽ quay trực tiếp nhé. Quay trực tiếp để mọi người xem. Đây. Wow, đây gốc của nó đấy mọi người. Đấy. Gốc của nó đấy nhá. Mình là cao 1m71 và nặng 85 cân nhá. Thế cho nên là để dễ so sánh cái lúc nãy mình đứng với cây so sánh. Hầu như là mịn hết nhá các bạn nhá. Các tay cành này, thân này, thân đều là mịn nhất hết nhá. Đấy, mịn hết này. Đó. Cái vết này là vết dựa vào tường bao này, trước vết dựa vào tường bao này. Chứ còn đây là có một cái cành nhỏ, vết cắt cành nhỏ này thì mình đã nuôi một cái mầm ở đây để cho nó u sẹo ở cái vết cắt này. Đó. Đây. Mình quay tiếp cái tán của nó cho các bạn xem đấy. Tán của nó đây nhá. Tán của nó đấy nhá. Đấy. Các bạn thấy chưa? Tán cành to ra rất là đều luôn nhá. Cành hơi bị đều luôn. Đấy. Đấy. Thấy không? Đấy. Quá đẹp luôn nhá cả nhà. Quay trực tiếp. Đây cái phần tay ngọn nó đây. Đấy. Bão nó đổ chống xuống luôn đất luôn. Tay cành bố trí rất là đều nhá. Tay cành bố trí rất là đều, thân gốc này. Đấy. Thân gốc nó cũng rất là hoành tráng luôn. Đó. Cây rất là đẹp. Cái điểm đặc biệt của cái cây này nữa là ngoài cái việc mình sau này mình chơi một cái tán tròn ở trên. Đấy. Thì bây giờ nó đang có một cái cành gọi là bây giờ chúng ta hay đang chơi gọi là tay gác cổng. Thì nó chính là cái tay này. Cái tay này luôn nhá các bạn nhá. Đây cho mình quay cho các bạn xem này. Đấy, tay gác cổng này. Cái tay gác cổng này của mình nó dài phải từ 5 đến 7 mét. Đây. Đấy. Thấy không? Đấy. Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Thế như nó chỉ cái tay gác cổng này chỉ mỗi tội là nó không được rích rắc. Tức là ngày xưa mình cũng không để ý lắm. Khi nó có một cái tay ra thì mình để cho nó đi thẳng luôn. Chứ nếu mà mình mà để cho nó ngoằn nghèo thì nó lại đẹp. Đấy. Đây là cái tay đây nhá. Rồi. Đấy. Ta nhìn thấy cái tay gác cổng chưa? Đấy nha. Đấy. Thấy chưa? Đấy, để các bạn xem. Này. Đấy nha, nó bò này. Đấy. Thấy không? Cành rất là già luôn. Ở trên này già khủng khiếp. Lúc sáng là đây là cành. Lúc sáng là nó có một cành già nữa. Nhưng mà nó có hai cành. Nhưng mà cái cành đấy nó đi song song với cành này. Thế là mình ngứa tay mình cắt bỏ. Để chỉ để một cành. Bởi vì nó, các bạn nhìn thấy nó có một cái đầu cành mình cắt kia vẫn còn kìa. Đấy nha, đó. Thấy không? Các bạn thấy không? Cây quá tuyệt vời luôn nha. Đó, hoa giấy tím Huế nha. Hoa giấy tím Huế vạn người mê luôn.
Thấy chưa, mọi người nhìn thấy cái tay tay tán của nó chưa? Cây này bác nào thích thì giao lưu với mình luôn. Thế còn trường hợp không thì mình vẫn để mình làm, để mình chơi. Ở nhà mình sân rất là rộng, mình cũng muốn có một cây trên sân, cây khủng ở trên sân. Cho nên là giá phải ok thì mới giao lưu được. Còn nếu không thì, xin phép các bác là em để em chơi. Em cũng không thực sự là muốn bán. Đấy là có một cái sự thật như thế. Đấy, em để máy quay này các bác tiếp tục ngắm nhá. Thấy chưa? Đẹp lắm các bác ạ. Thật sự là em cũng lần đầu tiên thấy cây hoa giấy như này. Nhiều cây hoa giấy có tán to nhưng mà nói thực sự các bác là cái thân ấy, nó không được như này. Có rất nhiều cây là thân nhưng mà thân hoành tráng nhưng mà nó lại bị lũa. Những cái đặc biệt của cái này của em là cái thân là nó không bị lũa. Thế nên là thế nhưng mà bây giờ em phải bảo vệ nó ở cái mùa hè này. Đó. Đấy nhá, video mọi người xem cây đi nhá. Đó. Cây khủng luôn nhá. Gốc khủng luôn. Cây hoa giấy quá đẹp luôn. Đây cho các bạn xem, đây là cái tay gác cổng nhá, cái tay dài này. Đấy, cái tay dài đi dươn thừa thượt. Nó vào được khoảng 7 mét đấy. Bây giờ khoảng 7 mét. Mình không đo đâu nhưng mà nó thế. Cái đường kính này nó đường kính đúng rồi này. Nhìn thấy đẹp chưa? Nói rõ luôn là cái cây này là đang là cây đổ nhá. Thế nó đang bị đổ đấy chứ không phải là nó dáng nó thế này đâu. Cây nó mới bị đổ. Đấy, nó chống hết cành xuống đất này. Đấy, nó chống hết cành xuống đất nhá cả nhà nhá. Nên là mọi người lưu ý. Đó. Mình sẽ quay cho mọi người. Hoa tím Huế nhá cả nhà nhá. Hoa tím Huế. Đó. Hoa giấy thì mình chỉ biết chơi thôi, chứ cũng không biết làm gì nhiều. Nên là có quả gốc này cũng là siêu sao. Quả gốc hoa giấy này cũng là siêu sao. Đó. Cảm ơn mọi người đã xem video nhá. Mọi người nhớ bấm kênh đăng ký để ủng hộ mình nhá. Mình xin cảm ơn rất là nhiều. Đó. Mọi người xem nhá, đấy từng gốc. Thân đấy nhá, một thân chắc nịch luôn. Đó. Cây này là nó đang bị đổ nhá mọi người nhá.
còn đây, quan sát thân, hai mặt thân để mọi người nhìn thấy này. Đấy, không một vết luôn, không một vết, không một vết luôn nhé. Đấy, không một vết luôn. Một tím Huế nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Mọi người có thể đăng ký kênh để ủng hộ mình, và để đợi mình sẽ tiếp tục, cuối năm mình sẽ đưa cây này lên chậu, đưa cây này lên chậu để hoàn thiện và giới thiệu mọi người. Nó sẽ, cái thời gian nó sẽ là hôm nay là mùng 10 tháng 5 2020. Thì nếu mà thời thuận lợi thì đến khoảng tháng 10 mình sẽ chuyển cây, bứng chuyển cây. Khi bứng chuyển cây thì mình có hai giải pháp. Một là mình vẫn tiếp tục trồng ra đất để cho nó phát triển, nếu mà mình muốn cho nó to hơn nữa. Hai là cho mình cho vào chậu, vào chậu lớn. Đó, có hai giải pháp như thế. Với trường hợp cho vào chậu thì tầm này sang năm là mình đã có thể là tiếp tục làm một cái video cây tương đối hoàn thiện. Đấy, tiền chậu. Thế còn tiếp một cái giai đoạn nữa là sau khi thêm khoảng 6 tháng hoặc 1 năm nữa, tức là cuối sang năm, cuối 2021 hoặc đến khoảng tháng 5 năm 2022, khi đấy tay tán của nó đều, mình sẽ để bung hoa ra hoa. Thì lúc đấy cái cây này trên chậu phải nói là tuyệt đẹp luôn. Lúc đấy mọi người theo xem. Cảm ơn cả nhà nhé.